Đây là cuộc biểu tình đang thực hiện sáng hôm nay vào lúc 11 giờ sáng tại Sydney. Một cái cuộc biểu tình rất là đặc biệt là bởi vì nó có ba cái cộng đồng là Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ tập trung tại Tao Hồ. Và mình đi một vòng mình thấy ước lượng có phải trên 1.000 người, có thể hơn nữa. Đông lắm, đếm không xuể. Và cái khẩu hiệu chính ở đây là họ đòi hỏi nhân quyền, họ đòi hỏi dẹp bỏ những cái chế độ độc tài đang hiện hữu trên cái đất nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì mọi người cũng thấy những cái biểu ngữ và những cái cờ nó xen lẫn giữa tiếng Anh, tiếng Việt,
tiếng Lào, tiếng Campuchia, kể cả cờ vàng ba sọc đỏ, cờ của Vương quốc Lào và Campuchia. Mình hiếm khi thấy có một cái cuộc biểu tình nào ở Sydney mà do cái cộng đồng sắc tộc, ba cộng đồng sắc tộc tổ chức với cái lượng người tham gia đông như thế này. Cái điều đặc biệt là mình thấy không những là chỉ có những cái người già mà mình thanh niên, mà mình còn thấy cả những cả trẻ em, phụ nữ và người Úc cũng như là người da trắng, họ tham gia rất là đông. Và đặc biệt là mình thấy cả những vị tu hành, những ông thầy chùa, những vị tu sĩ của đạo Hồi, họ tham gia rất là một cách rất là phấn khích. Rất tiếc là mình không tìm được một cái điểm cao để mình có thể quay một cái trọn bộ là tất cả mọi người. Cái đám đông là nó đông như cỡ nào, tại vì thiên hạ đứng vòng trong và vòng ngoài rất là đông. Có những anh người Úc đội cái mũ cờ vàng ba sọc đỏ đứng quay phim. Ở đây mình gặp rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc và cũng có rất là nhiều khuôn mặt lạ. Có lẽ là một số đồng bào họ đã bắt đầu họ xuất hiện để mà họ tham gia và hưởng ứng trong cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Có người hỏi là cái này ở đâu? Cái này hiện giờ nằm ở tại Town Hall, là cái tòa thị chính của thành phố Sydney. Và trong cái đám đông mình thấy có một số khuôn mặt của một số ông chính trị gia của liên bang và tiểu bang cũng đang có mặt. Đó là một cái điều rất là quan trọng, tại vì họ sẽ là những cái người để mà họ tiếp nhận thông điệp và họ sẽ chuyển tải những cái thông điệp của những người dân Việt, Lào và Campuchia, Việt Nam đang mong muốn. Thì mình nhận thấy là cái đám đông càng ngày nó càng đông lên, và đặc biệt là họ biểu tình trong một cái không khí rất là ồn hòa và trật tự. Vòng bên ngoài thì có những cảnh sát, kể cả có những cảnh sát gọi là đi ngựa và những cảnh sát đi bộ, họ đứng vòng ngoài để mà họ bảo vệ trật tự. Phải nói đây là một trong những cuộc biểu tình đông ở một cái mức độ mà mình hiếm thấy trong vài năm gần qua.
Nhiều bạn hỏi là Nguyễn Xuân Phúc đâu, thì tất nhiên là Nguyễn Xuân Phúc sẽ không bao giờ dám xuất hiện ở những cái đám đông như thế này. Cái đám đông này họ tập trung lại để mà họ chỉ biểu thị cái ý muốn, ý nguyện của những con người yêu tự do. Và cái quan trọng là Nguyễn Xuân Phúc thật ra chỉ là một trong những cái lý do rất là nhỏ. Cái sự tập hợp của người Việt là Campuchia ở đây là họ đòi hỏi cái sự công bằng, dân chủ và cái tự do trên cái đất nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Có những cái khẩu hiệu nói là những cái trao đổi thương mại giữa Úc với lại Việt Nam là những cái việc bán rẻ cái giá trị nhân quyền, và họ đòi hỏi chính quyền Úc là phải xét lại cái vấn đề thương thảo và làm việc với lại Việt Nam. Hy vọng là những cái đòi hỏi đó, những cái thông điệp đó, nó sẽ là những cái thông điệp mạnh mẽ để mà nó làm cho nhà cầm quyền Úc Đại Lợi phải suy nghĩ lại. Di chuyển ở đây hơi khó khăn tại vì cái đám đông rất là đông, cho nên mình tạm phải đứng ở một cái chỗ nào đó mà mình cảm thấy nó thích hợp, để mình nhờ quay cho các bạn thấy là có những anh cảnh sát đứng hàng trong hàng ngoài để mà bảo vệ người biểu tình. Xa xa thì các bạn cũng thấy là có những kỵ mã đang, cảnh sát đang đứng để mà họ quan sát và họ bảo vệ. Nhưng mà cái điều đặc biệt là các bạn thấy mọi người đi lại một cách rất là ngăn nắp và thứ tự, một cách rất là ôn hòa. Các bạn chắc chắn các bạn sẽ thấy một cái điều rất là khác biệt giữa những cái cuộc biểu tình ở một cái đất nước tự do dân chủ như ở Úc là không có cái hình ảnh của những cái công an hoặc là cảnh sát hoặc là côn an hoặc là côn đồ giằng xé và coi như là trấn áp. Các bạn cũng không thấy những cái chiếc xe cây chuẩn bị sẵn để mà bắt hốt ai, để mà nhét lên, để mà đem về đồn tra khảo. Tại vì đây là một cái nước, đất nước hoàn toàn tự do, hoàn toàn dân chủ. Mọi người đều có cái quyền bày tỏ và biểu thị cái ý muốn của họ. Thì trước đây có nhiều bạn thắc mắc là biểu tình ở bên nước ngoài nó như thế nào, thì mình nhân dịp này để mình quay chiếu live, chiếu sóng luôn cái cảnh gọi là biểu tình ở trên đất nước, một cái đất nước tự do nó như thế nào. Theo mình thấy là người tham gia biểu tình họ kéo vào trong cái đám đông càng ngày càng đông, và mặc dù họ rất là phấn khích nhưng mà họ vẫn rất là ôn hòa và rất là trật tự. Các bạn nào nói ủa tại sao có cờ đỏ sao vàng, làm gì có cái cờ đỏ sao vàng ở đây? Hoàn toàn không có một cái chiếc cờ đỏ sao vàng nào ở đây hết á. Cái cờ đó là cờ đỏ có hình con voi màu trắng. Để mình đi một vòng từ bên trong, mình nhờ chiếu ra bên ngoài khán giả để cho quý vị thấy. Cái đặc biệt là có những cái khẩu hiệu người ta làm rất là công phu, cũng như có những cái khẩu hiệu người ta cắt gọn từ những cái thùng cắt tông để mà họ biểu thị là họ muốn cái gì. Đây là đại diện của cộng đồng người Lào, họ phát biểu.
And now people from Australia and other countries who love their country and democracy together, the international people who voted for justice have together the Cambodia, Vietnamese. Nếu mà các bạn nhìn vòng bên trong, từ trong cái khán đài mà nhìn qua thì người tham gia vòng trong vòng ngoài rất là đông, cờ xí coi như là rộp trời. Rồi, cho phép mình tạm dừng cái live stream đột xuất hôm nay ở đây. Chỉ dành vài phút để chia sẻ. Và mình bây giờ mình phải đi gặp gỡ các anh chị em và bạn bè. Xin chào.